Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một video ngoài trời đấy. Các bạn thấy tôi đang đứng ngoài trời cùng với lại 6 lon Coca và một chai ga. Thì đây là một cái trò liên quan đến Coca. Nó có tên là tên lửa Coca. Đây là một ý tưởng của bạn đã đóng góp cho tôi. Và tiếp theo tôi muốn nói như này, tất cả những cái ý tưởng các bạn đóng góp cho tôi khi mà đăng lên YouTube đạt được những cái lượng view nhất định thì các bạn sẽ có những cái phần quà so với cái lượng view đấy. Ok. Thì đơn giản như thế thôi. Các bạn nào muốn có những phần quà trị giá hoặc những phần quà ý nghĩa thì có thể đóng góp ý tưởng cho tôi bằng cách là gửi qua mail. Mèo tôi đặt ở dưới phần giới thiệu hoặc mô tả, các bạn có thể nhìn và có thể đóng góp ý tưởng và nhận quà từ đấy. Ok, thì bây giờ tôi sẽ thực hiện cái trò mà bạn này đã đóng góp ý tưởng của tôi. Đây, nó liên quan đến Coca đấy. Tôi mua hẳn 6 chai Coca bé và một cái ga, bình ga như này. Thì cái trò này như thế nào tí nữa các bạn sẽ biết. Ok rồi, nó gọi là tên lửa Coca. Bây giờ tôi sẽ thực hiện nó. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ bóc 6 cái chai Coca ra. Sau đó sẽ làm tên lửa Coca với lại 6 chai Coca này cùng với lại cái chai ga này, lon ga. Với lại cái dĩa. Bóc ra. Tôi sẽ thực hiện với lại 6 chai bé trước. Nếu mà thành công tôi sẽ thực hiện với lại chai to. Cái này tôi chưa thử bao giờ và tôi hy vọng nó sẽ thành công. Ok, rồi ga. Bây giờ mấy cái chai này bỏ hết sang bên này đi, chơi một chai trước. Đó, ok, đây là ga. Bây giờ tôi sẽ xì ga vào trong đây. Tôi sẽ xì ga vào trong đây, sau đó sẽ cho nó bay. Ok. What the fuck, không thành công. Phải thả từ từ thì phải. Tiếp theo chai này. Có vẻ phê đấy. Ơ, nó lại không bay. Rất là phí. Chắc là phải đi mua thêm khoảng tầm 12 chai nữa về nghịch, nó phê như thế này rất là ít. Tôi vừa mới mua thêm về bởi vì nghịch nó không thành công mấy phát. Ok, giờ lại nghịch tiếp. Ở đây cho nhiều ga vào để cho nó bay lên cao. Cái này rất là tốn Coca, uống không được uống. Còn phải nghịch. Rồi. 6 chai.
6 chai bé, 1 chai to. Ok, bây giờ cứ bỏ mấy chai bé đây nhá. Để cho nhiều ga nó mới bay lên cao được. Rồi, có vẻ nhiều đấy. Tay tôi đỡ mất. Nghịch nhiều chuyên nghiệp hơn rồi, ok. Tiếp phát 2. Nói chung cái này mới đầu nghịch rất là sợ. Sợ nó nguy hiểm. Nhưng mà nó không nguy hiểm lắm. Ôi, nó bay mất luôn. Này không biết là như thế nào đây. Bay xa kinh khủng. Ui, toàn mùi ga thôi. Tôi phải đi tôi đeo khẩu trang vào. Mùi ga ngửi rất là kinh. Ok thì tôi phải đeo cái này vào cho nó đỡ bị hơi mùi ga. Đây là một cái mặt nạ mà tôi được một người bạn tặng. Đấy. Ở Việt Nam không có đâu. Nhìn rất là đẹp. Khoe mặt nạ tí ok. Bịt vào thì khó thở một tí nhưng mà nó đỡ mùi ga đi rất là nhiều. Khó thở vãi. Đây là con sư tử. Tóc tai, vuốt ve các kiểu rất là đẹp. Bạn nào thích mua cái mặt nạ này thì vào cái trang web tên là đấy để mua ok. Rồi bây giờ tôi sẽ ra tôi nghịch tiếp. Để bịt cái này vào. Khó thở vãi. Ra đó. Tích luôn.